bình ở biên giới hai nước. Chà đạp lên thiện chí của Việt Nam, coi thường dư luận quốc tế, bất chấp bị trừng trị và cô lập, tập đoàn Pol Pot vẫn ngoan cố mở rộng chiến tranh xâm lược Việt Nam. Để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, đồng thời giúp giải phóng nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng, ta quyết định triển khai lực lượng đánh đuổi quân xâm lược đến tận xào huyệt của chúng, nhằm xóa sổ nguồn gốc gây chiến tranh xâm lược Việt Nam và gây thống khổ cho nhân dân Campuchia, giúp những người cách mạng chân chính và nhân dân Campuchia hồi sinh đất nước, mở ra một trang sử mới cho lịch sử Campuchia. Quân dân Việt Nam lại bước vào cuộc chiến đấu mới chống quân Pol Pot xâm lược. Những người lính từng làm nên chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử phải gác lại những ước mơ về cuộc sống đời thường mà lẽ ra họ sắp được hưởng. Trong bộ quân phục cùng với những khẩu súng, họ lại ra mặt trận. Các mẹ, các chị một lần nữa lại tiến con, tiến chồng lên đường bảo vệ Tổ quốc. Trung tướng Đỗ Quang Hưng, nguyên quyền tư lệnh quân khu 7, nguyên tư lệnh mặt trận 479 và mặt trận 779 cho biết. Quân khu đã điều động lực lượng, cả pháo binh, cả bộ binh, tăng cường cho các tỉnh biên giới ở hướng trọng điểm. Cụ thể lúc đó là tỉnh Tây Ninh và tỉnh Sông Bé. Tổ chức thêm một cái số lực lượng mới và nhanh chóng tổ chức hiệp đồng với các lực lượng của bộ ở trên quân khu, đóng trên địa bàn quân khu. Thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ biên cương của Tổ quốc được nhanh chóng xây dựng trên các tỉnh biên giới Tây Nam. Những chiến lũy thép được hình thành từ hàng nghìn công sự, hầm hào, vật cản dọc các tỉnh biên giới từ Tây Ninh đến Hà Tiên. Ngày đêm cảnh giác, quân và dân các địa phương sẵn sàng đập tan các đợt tiến công lấn chiếm của quân Khmer Đỏ. Với lòng căm thù và ý chí quyết tâm giết giặc, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương cùng dân quân tự vệ và nhân dân các tỉnh biên giới của Việt Nam đã chiến đấu kiên cường, dũng cảm. Càng liều lĩnh đánh chiếm đất đai của Việt Nam, quân Khmer Đỏ càng chuốc lấy thất bại. Tính từ tháng 4 năm 1977 đến tháng 12 năm 1978, quân dân Việt Nam đã tiêu diệt 38.193 tên Khmer Đỏ, bắt sống 5.663 tên, xóa sổ một sư đoàn, đánh thiệt hại nặng 10 sư đoàn, thu hàng chục nghìn súng các loại. Từ tháng 7 năm 1977 cho đến tháng Giêng năm 1979, quân và dân của tỉnh Tây Ninh đều áp sát biên giới nằm ngăn chặn không cho địch tấn công vào biên giới Tây Ninh. Họ chiến đấu rất kiên cường, họ chiến đấu rất dũng cảm và sự gắn bó đoàn kết của quân và dân Tây Ninh một cách rất chặt chẽ, phía sau sẵn sàng chi viện cho phía trước vì nhân dân của mình mà bảo vệ cái biên giới. Phối hợp với bộ đội địa phương, các đơn vị chủ lực đã tổ chức nhiều trận đánh lớn, tiến công tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Trong trận đánh quân Khmer Đỏ tấn công lấn chiếm biên giới tỉnh An Giang ngày 27 Tết năm Mậu Ngọ, đoàn 41 cùng quân dân địa phương đã bao vây tiêu diệt gọn 5 tiểu đoàn địch, diệt 1.040 tên. Những kẻ từng điên cuồng tuyên bố sẽ cho dân Việt Nam ăn bánh chưng chấm với máu trong ngày Tết đã phải đền tội. Trên chiến hào biên giới năm ấy, các chiến sĩ đã ăn Tết trong tình thương yêu của các mẹ, các chị. Nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và quân đội cũng đã đến tận công sự thăm hỏi, động viên, khích lệ tinh thần chiến đấu của các đơn vị.
một cái Tết chiến trường nồng ấm tình quân dân tướng sĩ. Dù gian khổ và ác liệt, trong lòng các chiến sĩ vẫn tràn ngập tình yêu quê hương đất nước và ý chí giết giặc bảo vệ biên cương tổ quốc. Đây là tuyến phòng thủ được xây dựng trên suốt chiều dài biên giới từ Tây Ninh đến Hà Tiên. Một công trình của chiến tranh nhân dân, sự tiếp nối truyền thống đánh giặc giữ làng của hàng triệu người dân các tỉnh biên giới phía Tây Nam. Tại chiến tuyến này, nhiều đơn vị quân Khmer Đỏ vượt biên giới sang gây tội ác đã bị trừng trị. Phía bên kia biên giới, dân tộc Campuchia đang đắm chìm trong thảm họa diệt chủng, không chịu được sự kìm kẹp khủng bố dã man của tập đoàn Pol Pot, hàng chục vạn người dân Chùa Tháp đã tìm đường chạy trốn khỏi quê hương. Mặc dù tập đoàn Pol Pot ngày đêm tuyên truyền chống Việt Nam, đưa quân xâm lược Việt Nam, nhưng người dân Campuchia vẫn tin tưởng vào tình cảm và tấm lòng thủy chung của quân dân Việt Nam. Vượt qua bao gian nguy vất vả, những người tị nạn Campuchia đã đến với nhân dân Việt Nam. Nhân dân vùng biên giới Tây Nam cùng cả nước đã hết lòng cưu mang giúp đỡ những người tị nạn Campuchia. Anh em hoạn nạn có nhau. Dải biên giới Tây Nam Việt Nam, nơi bị quân Khmer Đỏ tàn phá, hủy diệt sự sống của người dân, lại chính là nơi mở đầu sự hồi sinh của người dân Campuchia. Đất nước Việt Nam trở thành quê hương thứ hai của những người tị nạn Campuchia. Sống trong tình thương yêu đùm bọc của người dân Việt Nam, họ đã có được tất cả chỉ trừ Tổ quốc. Không khuất phục trước chính sách diệt chủng của tập đoàn Pol Pot, các đảng viên và chiến sĩ cách mạng chân chính trong và ngoài quân đội Campuchia Dân Chủ đã nổi dậy. Dưới sự chỉ huy của các ông Heng Somrin, Chia Sim, Hun Sen, Buthong, Sai Phuthong, hàng nghìn cán bộ và chiến sĩ yêu nước Campuchia từ nhiều địa phương đã vượt rừng núi biển cả sang Việt Nam, đề nghị Đảng, quân đội và nhân dân Việt Nam anh em giúp đỡ. Tôi dẫn anh em sang Thái Lan để tìm cách liên lạc với Việt Nam. Chỉ có một đường duy nhất đó thôi, chứ ở lại cô công thì không thể liên lạc được. Tháng 12 năm 1977, sau khi trực tiếp đi kiểm tra tình hình biên giới Tây Nam, trong cuộc nói chuyện với lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Kon Tum và Bộ Tư lệnh Quân khu 5, đồng chí Lê Duẩn, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ thị: giúp bạn chăm lo đời sống nhân dân, giúp bạn đào tạo cán bộ để xây dựng lực lượng vũ trang sau này. Đây là nhiệm vụ chính trị chiến lược. Thượng tướng Nguyễn Trơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Quân khu 5, nguyên Tư lệnh Mặt trận 579 cho biết: cái Quân khu 5 mà nó giúp bạn rất nhiều, từ ăn, từ mặc, từ công tác phát động quần chúng, từ xây dựng lực lượng cho buôn sáp này, xây dựng lực lượng cho huyện này, rồi xây dựng lực lượng tập trung cho quân khu.
tháng 10 năm 1977 tại căn phòng tầng 1 của ngôi nhà số 45, nay là số 135, đường Lê Lợi, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, đã diễn ra một hội nghị đặc biệt. Các ông Bun Mi, Bu Thong, Sơi Keo, những cán bộ lãnh đạo cách mạng chủ chốt vùng Đông Bắc Campuchia đã cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam vạch ra đường lối chiến lược cho cuộc đấu tranh chống chế độ Pol Pot của vùng Đông Bắc. Cuộc cách mạng của nhân dân Campuchia đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt thành, trong sáng của quân dân Việt Nam. Là địa bàn diễn ra chiến sự ác liệt, quân khu 7 vừa tổ chức chiến đấu chống quân Khmer Đỏ, vừa thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả giúp nhân dân và những người cách mạng chân chính Campuchia. Cái quân khu triển khai cái nhiệm vụ này như thế này. Một là lo cho dân Campuchia chạy tị nạn sang đây để tránh cái truy sát của Pol Pot. Quân khu đã xuống cùng với tỉnh Tây Ninh, tỉnh Sông Bé, tổ chức ổn định đời sống cho bà con. Cái chuyện này lớn lắm. Lo cứu đói, được cứu đau và chỗ ở cho nhân dân rất là lớn. Cái vấn đề thứ hai nữa là xây dựng lực lượng vũ trang giúp cho bạn. Trong cái thời kỳ này thì là quân khu đã tiến hành tập trung xây dựng những cái tiểu đoàn chiến đấu để giúp cho bạn khi về nước. Ngày 12 tháng 5 năm 1978, tại căn cứ Long Giao thuộc tỉnh Đồng Nai của Việt Nam, đơn vị đầu tiên của lực lượng vũ trang đoàn kết Campuchia được thành lập do ông Hun Sen làm chỉ huy trưởng. Với sự giúp đỡ của Việt Nam, số đơn vị và đội tuyên truyền của lực lượng vũ trang đoàn kết Campuchia đã tăng lên nhanh chóng. Tuy còn non trẻ, nhưng lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia đã đảm nhận trọng trách trước lịch sử dân tộc Campuchia. Phối hợp với quân đội nhân dân Việt Nam đập tan 20 vạn quân Khmer Đỏ, giải phóng dân tộc Khmer đang đứng bên bờ vực của thảm họa diệt chủng. Các bạn Việt Nam đã tạo điều kiện giúp đỡ lực lượng yêu nước Campuchia tổ chức và xây dựng lại lực lượng yêu nước để tiến hành kháng chiến đánh đổ chế độ diệt chủng, giải phóng dân tộc, đất nước, nhân dân thoát khỏi họa diệt vong. Nhiệm vụ trọng tâm lúc đó là khôi phục tổ chức và hoạt động của Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia và xây dựng lực lượng vũ trang Campuchia có bản chất yêu nước chân chính, có tinh thần dũng cảm, dám hy sinh và dám đấu tranh vì sự nghiệp dân tộc và nhân dân Campuchia. Sau hơn 3 thập kỷ, những cây thốt nốt ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực 2 tại huyện Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh do những chiến sĩ cách mạng Campuchia mang theo chồng khi sang Việt Nam giờ đã cao lớn sum suê. Sự giúp đỡ chí tình và hiệu quả dành cho những người cách mạng chân chính Campuchia trong những năm cuối thập kỷ 70, đầu thập kỷ 80 của thế kỷ 20 là niềm tự hào lớn của học viện cũng như các trường đảng của Việt Nam. Tại hội trường C1 trước đây của học viện, từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 11 năm 1978, những người yêu nước chân chính Campuchia đã tổ chức hội nghị đặc biệt để thành lập Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia do ông Hinh Somrin làm chủ tịch. Ngày 2 tháng 12 năm 1978, tại một cánh rừng ở Snon, Campuchia, Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia đã tổ chức long trọng lễ ra mắt. Chủ tịch Mặt trận Hinh Somrin kêu gọi. Thời cơ cách mạng đã đến, đồng bào, anh em, cán bộ, nam nữ, chiến sĩ, đoàn kết.